Vay thế chấp ô tô cũ tạo cơ hội cho khách hàng khởi nghiệp. Vay thế chấp ô tô cũ là chương trình của các ngân hàng nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể vay vốn sử dụng cho công việc riêng của mình, thu hút nhiều khách hàng có nhu cầu tham gia. Để có sức cạnh tranh trên thị trường, các ngân hàng đều không ngừng nâng cấp và mở rộng các loại dịch vụ của mình để thu hút khách hàng tìm đến và tăng độ cạnh tranh giữa các ngân hàng với nhau, trong đó có chương trình cho vay thế chấp ô tô cũ. 1. Vay thế chấp ô tô cũ là gì? là một hình thức vay thế chấp ngân hàng và tài sản thế chấp là ô tô cũ của khách hàng. Số vốn được vay bao nhiêu và trong thời hạn bao lâu là dựa vào tài sản khách hàng thế chấp và độ khả thi của dự án cần vốn. 2. Vay thế chấp ô tô cũ có những ưu điểm gì? Các ngân hàng luôn mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng của mình, nên khách hàng khi vay thế chấp ô tô cũ sẽ nhận được rất nhiều tiện ích từ loại hình dịch vụ cho vay vốn này. Lãi suất khách hàng phải trả so với những hình thức vay vốn khác thấp hơn, lãi suất sẽ có sự thay đổi theo thời điểm nhưng luôn tốt nhất cho khách hàng. Tài sản thế chấp của khách hàng là ô tô nên thời gian để hoàn thành, xét duyệt hồ sơ vay vốn, đưa ra thẩm định tài sản vay vốn cũng diễn ra nhanh chóng hơn so với hình thức thế chấp bất động sản. Các thủ tục nhanh chóng và tiện lợi nhất cho khách hàng có thể. Khách hàng có thể vay vốn đến 70% giá của ô tô đem đi thế chấp. 3. Ô tô đem đi thế chấp được xác định giá như thế nào? nhiều khách hàng muốn biết cách xác định giá trị của ô tô mình để có thể đưa ra được số vốn cần vay hợp lý và có phương án cần thiết nếu như cần thêm vốn giấy tờ pháp lý dựa vào giấy tờ xe là xe cá nhân hay doanh nghiệp ngoài ra còn có giấy tờ sửa chữa nâng cấp xe tình trạng pháp lý của xe ngân hàng sẽ kiểm tra để xác nhận độ chính xác và thông tin về xe chính chủ xe đã được thế chấp ngân hàng nào chưa đây là bước chắc chắn ngân hàng nào cũng vậy để đảm bảo được tài sản ngân hàng thế chấp là có giá trị xe có đủ điều kiện thế chấp hay không thường được đánh giá thông qua hãng xe, xuất xứ, đời xe. 4. Vay thế chấp ô tô cũ khách hàng cần chuẩn bị những gì? Điều kiện để được vay thế chấp ô tô cũ tại các ngân hàng ngoài những điều kiện chung, khách hàng có hộ khẩu thường trú tại nơi có chi nhánh của ngân hàng vay vốn, người trong độ tuổi lao động, có lương ổn định, ô tô đem thế chấp có thời gian xuất xưởng tối đa 84 tháng, lúc trước đã từng vay vốn thì trả có đúng thời hạn hay không trả như thế nào, thì còn có một số quy định riêng mà khi tiến hành thế chấp khách hàng nên tìm hiểu kỹ. Sau đây là những giấy tờ mà khách hàng cần chuẩn bị khi tiến hành vay thế chấp ô tô cũ. Giấy đề nghị vay vốn do ngân hàng cung cấp, điền đầy đủ thông tin theo sự hướng dẫn của nhân viên ngân hàng. Các giấy tờ liên quan đến bản thân, giấy chứng minh nhân dân, giấy tờ đăng ký xe, bằng lái xe, sổ hộ khẩu thường trú. Giấy tờ thu nhập lương cá nhân hoặc có thể là hợp đồng lao động để xác minh được khách hàng có khả năng trả được số vốn đã vay. Giấy tờ chứng minh mục đích để vay vốn, ngân hàng dựa vào sẽ ra quyết định của mình nếu khách hàng vay vốn làm kinh doanh chẳng hạn thì trình bày về dự án kinh doanh mức độ khả thi như thế nào và số tiền lãi đem lại là bao nhiêu thời hạn bao lâu sẽ trả được vốn cho ngân hàng